trở lại bản tin ngắn. Thì cuối cùng thì những cái chương trình cánh tả và số khách mời của họ như là MSNBC cũng đang đặt câu hỏi về cách mà thật sự ông Trump có bị ảnh hưởng như thế nào khi thật sự ông Ron DeSantis ra tranh cử và những bản cáo trạng chống lại ông Trump. Chúng ta hãy lắng nghe. In the next quarter. So Jen, you've talked to voters, I've talked to voters who, a lot of them like Trump, they like DeSantis. Some of them say, well, I want Trump to run now, to your heir apparent point, but DeSantis, maybe he's our 28 guy. I think it's interesting that Trump on Truth Social has started saying, well, DeSantis is even damaging himself, his 28 chances for what he's doing. It's such a good troll on Trump's part. You're like, oh, this is really hurting him in 28. I don't know, DeSantis is doing himself some harm here. The guy has undeniable trolling skills. I think we can all agree on that. But let's talk about it, though. Yes, DeSantis is raising money, but his polls are going the wrong direction. Well, again, note, it's early enough. He can turn that around. But it's so clear there's a lane there. There's an opening for someone else to jump forward here and try to become that Trump alternative. Are you seeing any movement? Is there any momentum within the party, even if it's not registering among voters just yet, as to who that next Republican, the next person up might be? No. I mean, there is Chris Christie has a wee bit of momentum behind him. He's taking Trump on. He's taking Trump on, and where he's really vulnerable in terms of him being able to win an election, that is having a small impact because there are Republican voters that are very open to that argument. I've heard people say, you know, Tim Scott's sort of interesting to me, or I've heard people say in Iowa, Nikki Haley is interesting to me. But is there anyone that there's no one who's putting all the pieces together? There's no one who's making the electability argument the way that Chris Christie is doing, with an argument on with a policy argument behind it, and Jennifer Palmieri trong cái chương trình của cánh tả MSNBC và cho rằng báo cáo trạng của ông Trump kết hợp nhiều cái hỗ trợ đằng sau của phía ông. Cựu giám đốc truyền hình truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Clinton Jennifer hôm thứ Sáu trong chương trình của Morning Joe MSNBC cho rằng báo cáo trạng của Tổng thống Trump là kết hợp sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa đằng sau ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của 2024. Chris Christie có một chút động lực đằng sau của ông ta. Ông ta đang đối đầu với Trump. Ông ấy đang hạ gục Trump ở điểm mà ông ta dễ bị tổn thương nhất và có khả năng ông ta thắng cử. Điều đó tác động nhỏ là bởi vì những cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn cởi mở với lập trường đó. Cô nói thêm, tôi đã nghe mọi người nói. Bạn biết ông Tim Scott cũng khá là thú vị với tôi. Người có nghe nói từ bang Iowa là Nikki Haley, v.v. Nhưng có vẻ như bà nói rằng là vẫn còn rất sớm, những điều rất khó xảy ra với những điều đó. Có thể là vòng cáo trạng tiếp theo là một cọng rơm làm gãy cái lạc đà, như mọi người nói chà thật quá đáng, anh ta không thể nào đánh bại ông Biden. Nhưng mọi dấu hiệu cho thấy là không có ứng cử viên nào hợp lại có thể đánh bại ông Trump. Nhưng bản cáo trạng hoàn toàn không ủng hộ gì, không gây tổn hại gì, và chúng đang tập hợp sự ủng hộ đằng sau của ông ta. Too late rồi bà tranh cử cho ông bà Clinton, bà biết về điều này mà. Khi mà càng tấn công ông Trump là cái polling ông càng cao và sự ủng hộ ông càng cao, là bởi vì chỉ có ổng mới sự mạnh mẽ và chống lại cái đảng Dân Chủ thôi. Chỉ có ổng mới thật sự mạnh mẽ để chống lại sự bình trướng của truyền thống, sự giả tạo của truyền thống. Và những người Mỹ là một người và những người vô cùng mạnh mẽ. Họ đặt cái niềm tin vào một ứng cử viên mạnh mẽ và đương nhiên họ sẽ thắng. Và đương nhiên ông Biden là bởi cái điểm đó. Khi chúng ta nhìn là ông Biden đại diện cho nước Mỹ của chúng ta trở thành một đất nước Mỹ vô cùng ốm yếu. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.